Xin chào quý bà con, mời bà con cùng chúng tôi đi bàn giao máy sắt gạo đơn sàng rung đa cấp A3000. Chúng tôi lắp ráp và hướng dẫn khách sử dụng. Máy sử dụng điện một pha gia đình rất dễ dàng vận hành. Sau đây chúng tôi xin mời bà con cùng xem kỹ thuật viên của chúng tôi lắp ráp máy từ A đến Z để bà con có thể dễ dàng lắp ráp vận hành máy tại nhà. Chào các bà con trở lại với cửa hàng Thế Giới Máy. Và hôm nay video hôm nay là kỹ thuật viên chúng tôi tiến hành lắp ráp bộ máy sắt gạo mini cho quý khách ở vùng dưới thị xã Ngã Bảy, và luôn tiện lên video để review cho quý bà con những gia đình đang muốn sử dụng máy ở xa thì sẽ có nắm bắt được cái quy trình lắp ráp một cách đơn giản, nhanh gọn. Và bây giờ mời bà con, quý bà con, cô bác cùng xem. Đây là bộ máy sắt gạo mini A3000. Dòng máy này thì sử dụng để sắt gạo. Nó chỉ có một chức năng sắt gạo. Với dòng máy này thì phục vụ gia đình thì rất là tiện lợi. Ở quê thì chúng ta thường trồng được lúa, và sản lúa gia đình thì chúng ta sẽ sử dụng những thành phẩm của chúng ta làm được. Chúng ta sẽ yên tâm hơn về sản phẩm, về gạo, lúa gạo của gia đình mình sản xuất ra. Với máy sắt gạo mini A3000 này thì sử dụng motor điện một pha gia đình nhé bà con. Điện 220V, điện gia đình ta thường dùng nên là rất là thuận tiện cho chúng ta khi mà sử dụng tại nhà. Sau khi chúng ta căn chỉnh dây cura thì chúng ta tiến hành lắp ráp sàng rung. Quý bà con lưu ý khi lắp ráp sàng rung thì đi kèm với bộ sàng nó có hai cái bát chữ V và có dập lò sẵn. Chúng ta đã tiến hành bắt hai cái bát chữ V, phần có hai rãnh để gắn vào sàng rung. Đấy, như kỹ thuật viên chúng tôi đang làm. Sau vào chút. Xoáy tay được không? Xoáy tay, xoáy vừa tới xong ta gắn lên.